Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ hệ thống cấp thoát nước nhà cấp 4 nha các bạn. Trước mặt mình là các bạn nhìn thấy ống 114 là cái ống phân. Ống phân là đi xuống hầm phân và ở tầng trệt và tầng lầu nha các bạn. Đây ha, đây là cái đường xuống hầm phân. Mình đưa co xuống, mà mình đưa xuống là mình đưa bằng mặt đan, không có được để đưa sâu nha các bạn. Đây là đường thoát phân nè. Đó, mình nên đi chữ Y, mình không nên đi chữ T. Đó, để đó là mình lên lầu các bạn. Đó, lên lầu ha. Lên lầu, hệ thống ống trên lầu á, chưa xong. Đó, ở dưới phần ở dưới tầng trệt mình thôi. Nó mình ra đây. Đó, các bạn thấy cái độ dốc ha. Đó, mình phải có cái độ dốc cho các bạn. Đó, nó hơi xa nè. Từ cái hầm ở đây hết là hơn một cây ống ha. Mình có để cho cái độ dốc nó đi xuống nha các bạn. Nè, từ đây này hở lên ha. Đó, vô đây, vô cái nhà vệ sinh thì thường thường á là mình làm á là cách tường á là 320 nha các bạn. Đó, mà này anh chủ nhà anh kêu thôi hở ra 350 luôn đi, khi hoàn thiện rồi nó còn 300, mà khi này là mình chưa có dán gạch chưa tô các bạn thì mình nên làm 320. Là ảnh muốn chắc ăn làm 350 cho nó rộng rộng dễ vệ sinh ha. Mình chia tim cái này thôi, mình chia thêm cái nhà vệ sinh mình thôi. Nếu mà cái nhà vệ sinh mình nó gọn thì mình chia thêm, nếu mà nhà vệ sinh mình rộng thì mình tập trung về một góc nữa cho nó còn một chỗ để mình sử dụng á. Đây là cái giống 114 nha các bạn. Đó, cái đó là hệ thống ống thoát phân. Rồi tới cái hệ thống thoát nước cho bạn đây nè. Ở đây ha là cái đường này mình chưa giảm lại. Mình đi qua đây là cái cửa khu vệ sinh. Kế cầu thang là cái cửa khu vệ sinh, ở ngoài đây là cái lavabo mình đặt cái chỗ này nha các bạn. Khi mình bước ra cái bị nhà sinh này nó hẹp quá đi đó, mình đặt phía ngoài đó. Khi đây mình mới giảm nè, cái mình băng xéo cái lơ qua đây đi lên, đây là cái ống thoát của lavabo đó. Rồi ở đây á là cái ống thoát của nhà vệ sinh, mà dự định nhà này đó là cái cấp chỗ cái khu vực cái cầu á các bạn, là ảnh nó làm cao lên, vượt cấp cao lên, thành ra là mình phải đặt cái phễu chỗ này ha. Đặt cái phễu chỗ này là mình gắn cái co đây ha, gắn co đây để hứng nước ha. Mà bây giờ là nó thiếu ống rồi đó, là mình đi á các bạn thấy không đó, mình đi bên đó là cái chữ Y băng qua đây. Mình hạn chế đi tê lắm đó, chữ Y băng qua đây đó, là chỗ này là thoát nước của khu vệ sinh nha các bạn. Bên đây là thoát nước qua vô, rồi qua đây tiếp là bạn qua bên đây là cái hệ thống thoát nước của nhà bếp ha. Tập trung gì đây ha, đi ra cống công cộng nha các bạn. Chỗ này là ra cống công cộng luôn ha, chỗ này đây là xuống đây là ra cống công cộng luôn. Đường ống này là tại lý do là cái nền nhà này nè là thi công trước cả chục năm rồi, bây giờ mình chỉ việc mình đấu như thôi chứ đúng là mình không phải đi mà nó chằng chéo gì nè, chằng chéo nhiều quá mà phải chia buộc rồi. Cái nền này đổ bê tông tươi thành ra là không có phá được đó. Đây ha, mình đi mới đi qua bên đây, cho đây cũng là chữ Y mà mấy anh thợ hồ anh đắp để anh cố định nâng mưa bút ảnh săn lấp cát vô á, đá cát vô đừng có chạy giống các bạn ha. Mình đi mình cũng vậy đó, mình chim có độ dốc rồi là mình đắp lại ha. Đây là lên lầu luôn, tiếp tục lên lầu. Ở bên đây á là cũng bắt từ chữ Y này, mình đi qua đây. Nó đi qua đây làm đi ra cái chậu rửa chén nè bạn, chậu rửa chén ở nhà bếp mình ha, mình đặt tới đây luôn. Nữa lên đây mình giảm lại ống 90, mình đặt đây là nếu mình đặt cái giảm ở chỗ này nè nó hay bị ngạt chỗ này lắm, mình nên lên tường luôn, lên đường ngay chân tim tường ha. Là đây mình giảm là 90-42 lên đây, lên đây mình bắt cái bộ xả của cái chậu rửa ha. Rồi ở sau này nè, ở đường tại mình ở đây là cái tiếng dân cư đó, mình làm thêm cái hệ thống ống thoát ra đây là không phải gì đó. Cái này cái sàn nước sau ha, mà mình làm ra đây cái mình đẩy cái nút bít lại luôn ha, đẩy nút bít lại nè ha. Khi mà lỡ nghẹt rồi đó, cái mình dùng ống hay dùng nước vậy mình thông một chỗ ra cống luôn nha các bạn, cống công cộng á, cái đường này thì thẳng ra trước luôn đó. Mình làm dự phòng vậy đó, khi lỡ có nghẹt vậy đó là mình lấy cái đường đó mình mở nút bít ra, mở nút bít ra là mình thông được rồi. Mình cũng xin kết thúc video, mình cũng chia sẻ hệ thống cấp thoát nước nhà cấp 4 nha các bạn.
Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Kỹ sư Bình Dương. Mọi người rất xin cảm ơn, xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.